giản. Nuôi chó và dạy chó, đấy là cả một nghệ thuật. Với những ai mong muốn nuôi và đã nuôi, hãy dành thời gian chăm sóc chó và tham khảo một số kinh nghiệm nuôi của những người đi trước để có thể nuôi được con chó như ý. 1. Chọn giống. Chọn lọc theo phương pháp nghiên cứu họ Hỏa, nghĩa là chọn chó bố mẹ làm giống phải tốt, đạt các tiêu chuẩn thể chất, ngoại hình theo ý muốn của người nuôi. Muốn có chó đạt các chỉ tiêu thể chất và ngoại hình như thế nào thì phải chọn chó bố mẹ có chỉ tiêu thể chất, ngoại hình như vậy. Bye.
Bồ Câu Anh Dung, thôn Đông Tiến, xóm 8, xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại di động 0977006968, 0988800153. Chúng tôi chuyên cung cấp giống bồ câu Bắc, thu gáy, chim chỉ, gà lôi, nhan Bắc, trứng gà ta. Với nhiều năm kinh nghiệm thực tế với tổng đàn hơn 4.000 cặp chim Bắc, 50 cặp cu gáy đang sinh sản. Trung tâm chúng tôi đã lập công ty riêng để bao tiêu đầu ra cho quý vị bà con thu mua chim bồ câu mọi lứa tuổi. Giống bồ câu Bắc, trung tâm chúng tôi áp dụng khoa học kỹ thuật và sử dụng các bài thuốc dân gian để phòng và chữa bệnh cho trại bồ câu, nên con giống chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng và không dư thừa kháng sinh trong cơ thể và không bị lờn thuốc, và hướng dẫn cách nuôi, phòng, chữa bệnh cho bồ câu để bà con đạt hiệu quả cao nhất trong chăn nuôi. Chúng tôi nhận bao đầu ra cho bà con, thành công của bà con là niềm vui của chúng tôi. Bồ câu chúng tôi đã quen với khí hậu khắc nghiệt của miền Trung nên giống chúng tôi dù bà con nuôi ở đâu cũng thành công. Trung tâm giống chúng tôi có vị trí giao thông thuận tiện cho việc mua bán vận chuyển giống bồ câu Bắc. Trung tâm hoàn toàn đủ đáp ứng con giống phục vụ cho nhu cầu chăn nuôi của các trang trại hoặc các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và cả nước. Trung tâm chúng tôi đã có rất nhiều năm kinh nghiệm sản xuất tạo ra các nguồn giống chất lượng cao hàng đầu cả nước được bà con chăn nuôi trên toàn quốc đánh giá cao. Với diện tích rộng hơn 2 hecta gồm nhiều chuồng trại từ chuồng kín đến chuồng nở, gồm nhiều mô hình đa dạng và phong phú, có đủ các loại giống đã được chọn lọc và nuôi dưỡng cho ra đời các loại giống bồ câu chất lượng cao. Trung tâm chúng tôi rất hân hạnh được hợp tác chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật chăn nuôi với bà con chăn nuôi ở Hà Tĩnh và trên cả nước. Chúng tôi cam kết giống bồ câu uy tín và chất lượng, giá cả cạnh tranh, giao hàng tận nơi, cung cấp số lượng lớn. Chim bồ câu thịt 4-7 lượng bằng 50.000 một con. Chim bồ câu giống 2 tháng tuổi bằng 200.000 đôi. Chim bồ câu chuẩn bị đẻ 4-8 tháng tuổi bằng 350.000 đôi. Gà giống con tùy theo đơn hàng. Gà choay đã hương 2-5 lượng 150.000 một kg. Trứng gà ta 5.000 một quả. Nhan Bắc thịt 80.000 một kg. Thịt gà ta 120.000 một kg. Một số giống gà, vịt, nhan nội địa được trung tâm chúng tôi cung cấp như sau: 1. Gà di, 2. Gà đông tảo, 3. Gà hồ, 4. Gà mía, 5. Gà tàu vàng, 6. Gà ác, 7. Gà trê, 8. Gà nòi, 9. Gà đông tảo, 10. Gà lương cường, 11. Gà sao, 12. Gà ta lai, 13. Nhan Pháp, 14. Vịt trời, 15. Vịt siêu đẻ. Bán buôn bán lẻ, đường nuôi công nghiệp mạ kẹp 2,2mm, bao gồm máng ăn, máng uống cộng ổ đẻ, giá 180.000, một chuồng, nuôi được 2 cặp, và lồng nuôi chim chống lược mèo và chuột giá 200.000.